Sóng hàng Nhật một điện xin chào cả nhà. Hôm nay em lên tháo sóng giới thiệu các bác một chiếc máy hút ẩm của hãng Mitsu. Đây là một trong những cái dòng huyền thoại siêu, gọi là siêu đỉnh của hãng Mitsu nhé. Rất là nhiều các bác khách hàng tìm kiếm một con máy full tính năng, hàng sản xuất made in Japan luôn, điện lại 220, sử dụng tiện lợi cho cái nguồn điện của Việt Nam, rất là dễ dùng. Đây ạ. Giao diện thì toàn bộ tiếng Anh thôi nhé. Các bác yên tâm là sản xuất này. Nhiều bác cứ thích là made in Japan, đây thì made in Japan nhé, sản xuất luôn tại Nhật Bản luôn. Đây. Sản xuất giao diện tiếng Anh để xuất đi các nước khác, full tính năng. Đây. Con này thuộc dòng mid mỏng, rất là mỏng gọn này các bác này. Đấy. Lấy gió mặt trước nhé, cho nên là các bác có thể đặt được cái mặt này sát đằng sau, giảm cái diện tích phòng đi. Đấy là một cái ưu điểm rất là hay, mỏng xính luôn, rất là gọn. Trên máy để rõ hai chương trình sấy quần áo và hút ẩm. Đấy, cái máy lọc không khí, máy hút ẩm này, ngoài cái vấn đề hút ẩm cho nhà, các bác những ngày nồm các bác cho vào sấy quần áo. Đấy, mình có thể đặt vào trong một cái phòng nhỏ, hoặc là các bác ở cái móc, các bác mua cái túi ni lông các bác chùm lên, hoặc là nhiều bác cho ẩm vào trong tủ để hút ẩm rất là nhanh khô. Đặc biệt là máy này có cái chế độ là hút ẩm theo cài đặt các bác này. Ví dụ các bác muốn hút xuống 50% độ ẩm này, hút xuống bao nhiêu, 70 này, 65 này, 50 này, tùy theo ý của mình hút được. Theo ý, các chế độ hút ẩm tự động này, ở nhiệt độ thấp này, hút yếu, hút mạnh này, hẹn giờ này, đảo cánh gió này, rất là tiện luôn. Máy cũng có báo phần trăm độ ẩm đấy, sau khi các bác cài xong thì báo hôm nay độ ẩm là vào khoảng 80% này. Đấy, rất là dễ dùng, quay sách này. Đấy, bình nước giấu trong rất là đẹp này, bình nước giấu bên trong nhé. Đấy, mặt lạnh, lấy gió phía trước rất là tiện. Đấy, con này đây, thông số quay cho các bác xem. Đấy, hàng made chuẩn made in Japan luôn nha. Đấy, điện 220V nguyên bản chứ không phải đấu biến áp gì đâu ạ. Hút 14 lít một ngày, 240W, rất tiết kiệm điện luôn. GL134 hình thức vỏ nguyên bản còn khá là đẹp. Đấy, khá là đẹp các bạn nhé. Một con máy khá là đẹp này. Đây có cả tính năng khóa trẻ em này các bạn này. Giữ 3 giây là khóa nhé. Đấy, giữ 3 giây là khóa luôn. Một con máy hoàn hảo về mọi chức năng, mọi công năng. Con này thì em bán là 3,8 triệu. Đấy, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.